Dạ con cảm ơn bác. Con xin được hỏi câu thứ bảy ạ. Người không phân biệt, không thấy, không nói, không nghe, không biết có tu học theo đạo Phật được không ạ? Họ có hiểu được cốt lõi của đạo Phật là giác ngộ và giải thoát không thưa bác? Đã không thấy, không nghe, không nói, không biết mà tu theo đạo Phật cái gì? Đạo Phật là cái đạo trùm khắp mọi nơi. Cái gì cũng biết hết. Hỏi trên trời cũng biết, dưới đất cũng biết, dưới biển cũng biết. Chứ mình phải phân biệt rồi mình mới thấy, nghe, nói, biết, mình mới đi học. Chứ giờ con suy nghĩ, con không thấy, nghe, nói, biết, giờ con đi học cái gì? Con suy nghĩ học cái gì? Ông Phật á, ông ngồi, ông mở con mắt, chứ không phải ông Phật ngồi nhắm con mắt. Nếu ông Phật nhắm mắt mà ông bít hai lỗ tai, lỗ mũi với miệng ông đấy, thì đúng. Còn ông Phật đâu có vậy. Ông Phật vô nói là đạo Phật là đạo trí tuệ, là sáng suốt. Đạo Phật là đạo giác ngộ, là hiểu biết toàn diện trái đất này, hữu hình vô hình. Đạo Phật là đạo giải thoát, ra ngoài sinh lão bệnh tử, ở trong trái đất và tam giới. Đạo Phật là cái cơ bản này, nó là vậy đó. Đức Phật dạy rõ ràng trong các kinh, chứ không phải nói là nó mơ hồ. Rồi con hỏi tiếp đi.